Trong 9 tháng năm 2023, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2023, tổng diện tích toàn huyện giao xạ đang gần 41.720 ha. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 176 trên 176 danh mục công trình được triển khai thi công theo kế hoạch năm 2023 đề ra. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trần Thanh Phong đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong huyện tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn động, đồng thời chủ động quyết liệt, tăng tốc trong triển khai nhiệm vụ được giao ở các tháng cuối năm còn lại, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 đề ra.